Em có một con Mitsubishi đời 2017 nha, sản xuất tháng 2 năm 2017. Sản xuất tháng 2 năm 2016, TUE26cc, dòng 34 ly. Bình xăng nó thì trắng sáng luôn. Chưa vệ sinh nhưng mà trắng sáng. Cái lũ bơm như chưa xài luôn, chưa đổ xăng. Máy thì đẹp cực kỳ mọi người. Mitsubishi dập nổi ở trong lốc máy nha. Chế nó là chế ngang mọi người. Tâm nó là tâm rời nha. Mấy con ốc trắng sáng luôn mọi người ơi. Chưa xài, nói chung nó như chưa xài. Không có bể gì hết nha. Đẹp. Công tắc tay lái, đẹp. Này sản xuất đời mới á mọi người. Cần zin. Đầu bò xoay được nha. Không có bể vỡ hết. Bồ tiền sáng. Dây giật tiền sáng. Máy này bao nông nha. Đổ xăng nổ quá. Đổ xăng vào nổ. Con này thì em sẽ bỏ theo cho cái dây mang với lại cái lưỡi dao nha mọi người. Máy này chưa dọn nha. Mà máy bao nông đẹp quá đẹp. Con này là 1.850.000 nha mọi người. 1.850.000 không có bao ship nha. Mua thì chuyển khoản giúp em ha.